Hai Nam xin chào mọi người. Các bạn có thể thấy thì camera wifi không dây là một thiết bị giám sát khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, với những người mới bắt đầu tìm hiểu về loại camera này thì có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Vì thế hôm nay Hải Nam sẽ giúp mọi người tìm hiểu về các vấn đề cơ bản của camera wifi không dây thật đầy đủ và chi tiết nhé. Và camera wifi không dây là gì? Với những ai đã biết về camera wifi thì chắc chắn không còn xa lạ đúng không ạ? Nhưng với những bạn chưa biết hoặc chưa cầm trực tiếp trên tay một chiếc camera thì điều này sẽ rất khó để hiểu. Và bây giờ mình sẽ giải thích cụ thể. Thì camera trên thị trường sẽ có hai dòng phổ biến là hệ thống không dây và hệ thống có dây. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tập trung nói về phần không dây. Sở dĩ được gọi là camera wifi không dây bởi vì nó hoạt động độc lập và không cần lắp đặt dây cáp kết nối. Chúng ta chỉ cần cắm điện vào thiết bị, sau đó chúng ta cần cài đặt phần mềm trên điện thoại và kết nối với wifi là có thể xem hình ảnh được ngay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu camera wifi có cấu tạo ra sao và gồm những loại nào. Thông thường thì đa số các loại camera wifi không dây đều có kích thước khá là nhỏ gọn và được tích hợp nhiều bộ phận tiện ích hỗ trợ cho camera làm việc hiệu quả. Một chiếc camera wifi sẽ thường có ống kính ghi hình được bố trí ở phần đầu camera để giúp ghi lại hình ảnh từ khu vực bên ngoài. Và nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy phần đầu còn được tích hợp thêm đèn LED hồng ngoại xung quanh. Bên đây sẽ là ba bóng và bên đây sẽ là ba bóng. Cộng với lại cảm biến ánh sáng giúp camera quan sát cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đó, ngay chỗ camera lúc nào cũng sẽ có khe cắm thẻ nhớ chúng ta trượt lên. Đây, reo lên bên đây chính là khe cắm thẻ nhớ. Và vị trí này chính là mirror. Và khi lật ngược phía sau, đây chính là khe nguồn và phía trên đây chính là loa. Vấn đề cần chú ý tiếp theo là phân biệt camera trong nhà và camera ngoài trời. Vì camera wifi trong nhà là dòng chuyên dụng thiết kế để lắp đặt trong nhà và ưu điểm lớn nhất của nó chính là khả năng xoay 360 độ, nhìn bao quát toàn diện khu vực lắp đặt. Trong khi đó, dòng camera wifi ngoài trời sẽ không có khả năng xoay 360 độ. Thay vào đó, ưu điểm mạnh mẽ nhất là nó hoạt động trong mọi điều kiện môi trường. Chiếc camera ngoài trời phải chịu đựng được mưa gió, bụi bặm, độ ẩm, nhiệt độ lên cao xuống thấp. Nếu mà bạn muốn lấy chiếc camera wifi trong nhà để lắp ngoài trời thì cũng được thôi. Nhưng nó không chịu được tác động thời tiết và khả năng nhìn xa cũng kém hơn, cho nên nó sẽ nhanh chóng bị hư hỏng. Vì thế, bạn nên lắp đúng với thiết kế chuyên dụng của nó. Vấn đề tiếp theo là mình cần lựa chọn thương hiệu. Nói về thương hiệu của camera giám sát không dây trên thị trường hiện nay sẽ có hai loại. Một loại là có thương hiệu rõ ràng, hai là một loại không có thương hiệu. Để mình nói rõ hơn cho các bạn hiểu là có nhiều nhà sản xuất họ sản xuất ra những chiếc camera nhưng không có hề có trong những cái thương hiệu chính hãng nào cả. Hoặc nếu có tên thì đặt vào cho dễ nhận biết. Các nhà phân phối ở Việt Nam thường lấy cam về bán, sau đó dán trực tiếp tên cửa hàng lên luôn. Ngoài ra, nhiều dòng cam khác còn sử dụng chung phần mềm quản lý, ví dụ như là UC, thì mọi người sẽ lầm tưởng đó là camera UC, nhưng thực sự đó là không phải các bạn nhé. Còn về thương hiệu chính hãng, ở những dòng camera wifi chúng ta có thể thấy điển hình như là Reolink, Hikvision, AZBiz và Aviscam. Đây là những hãng có camera từ mức bình dân đến cao cấp với nhiều mức giá khác nhau. Đây là những thương hiệu uy tín, luôn nâng cấp chất lượng và mẫu mã đem đến cho khách hàng một sự trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và nếu bạn muốn biết thương hiệu nào uy tín có thể search Google, mình tin rằng những cái hãng này sẽ có website chính thức để các bạn xem. Dù gì đi nữa, dù giá có rẻ đến đâu thì bạn cũng nên lựa chọn camera wifi chính hãng. Bởi vì những camera không có thương hiệu thì sẽ không chất lượng, đại trà và chúng ta cũng không biết rõ được nguồn gốc linh kiện từ đâu. Và nếu bạn lựa chọn camera wifi thì có thể lựa chọn Reolink hoặc là Hikvision. Đây là hai hãng lớn, cung cấp camera chất lượng, hình ảnh siêu nét, hồng ngoại siêu xa và có sức cạnh tranh từ thị trường châu Âu và Mỹ. Còn Aviscam và AZBiz chính là giải pháp tiết kiệm chi phí, mang lại tiện ích cho người dùng. Sau đây chúng ta sẽ khám phá về chức năng của một chiếc camera wifi không dây. Và những chiếc camera được sản xuất từ những thương hiệu lớn thì sẽ được tích hợp đầy đủ những tính năng thông minh, tiện ích, hỗ trợ tốt nhất cho người dùng. Và sau đây mình sẽ chia sẻ đầy đủ những tính năng thông minh mà bạn sẽ trải nghiệm khi sở hữu một chiếc camera wifi chính hãng nhé. Hình ảnh siêu nét, hồng ngoại, xoay 360 độ, báo trộm, chống nước, lưu trữ tiết kiệm. Nói về hình ảnh thì các bạn cần phải biết về khái niệm của độ phân giải của ống kính. Mình đoán là nếu các bạn có sử dụng thiết bị điện tử khác như điện thoại, TV, máy ảnh thì cũng có thể biết thuật ngữ này đúng không? Thì đối với camera cũng vậy, độ phân giải có thể đạt từ 1 đến 5 megapixel. Độ phân giải này càng cao thì hình ảnh cho ra càng đẹp. Ví dụ, độ phân giải camera 1.0 thì hình ảnh sẽ đạt rõ nét, chân thật. Một số dòng cao cấp thích hợp độ phân giải từ 4 đến 5 chấm thì hình ảnh sẽ cho ra siêu sắc nét và siêu căng mượt.
Bên cạnh hình ảnh thì một điểm thú vị nữa mà bất kỳ camera wifi nào cũng sở hữu đó chính là tính năng hồng ngoại. Thông thường bạn cũng có thể thấy việc dùng hồng ngoại của một số lĩnh vực y học, đồ điện tử. Ở đây thì camera dùng đèn hồng ngoại để soi sáng khu vực vào ban đêm. Chỉ cần trời tối, đèn led hồng ngoại này sẽ tự động bật lên và sau đó qua màn hình điện thoại chúng ta thấy khu vực của mình rõ ràng, trung thực, màu đơn sắc trắng đen. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chức năng quan trọng nữa là xoay 360 độ. Vậy xoay 360 độ là như thế nào? Nghĩa là ngay trên màn hình điện thoại, bạn vuốt tay điều khiển camera quay trang trái, sang phải, quay lên hay quay xuống. Nhờ vậy mà có thể giám sát hết được tất cả mọi ngóc ngách tại khu vực nha mọi người. Thêm một tính năng khác của camera wifi chính là đàm thoại hai chiều, nghĩa là camera có thể giúp bạn giao tiếp, trò chuyện trực tiếp với người ở khu vực lắp cam thông qua hai bộ phận loa và micro. Ngoài ra, khi bạn có thể ghi âm lại giọng nói của mình để làm âm thanh cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp khi có trộm sẽ rất là hiệu quả. Và bạn có biết chiếc camera wifi thông minh có thể tự gửi báo động đến trộm đến điện thoại người dùng không? Nếu bạn muốn bảo vệ khu vực tốt hơn thì hãy nhấp vào biểu tượng cảnh báo chuyển động trên màn hình điện thoại. Sau đó, mọi chuyển động trong khu vực camera đều được nhận diện và báo động kịp thời. Và tiếp theo, một chức năng quan trọng giúp camera thu hình ổn định, bền bỉ, kéo dài tuổi thọ dù lắp ở khu vực bên ngoài, chịu nắng mưa thất thường chính là khả năng kháng nước hoàn hảo. Thiết bị có thiết kế kín đáo, bảo vệ an toàn các bo mạch bên trong. Chưa hết, nó còn được làm từ chất liệu cao cấp, lớp vỏ bên ngoài phủ xốp sơn tĩnh điện, chống rỉ sét cực tốt. Nếu bạn muốn lưu trữ hình ảnh thì có thể đầu tư thêm thẻ nhớ và găm vào khe cắm thẻ nhớ trên ngay camera. Còn nếu bạn muốn bảo mật dữ liệu an toàn hơn thì có thể lưu trữ trên điện toán đám mây. Đặc biệt hơn, với chiếc camera wifi có thể tương ứng với đầu ghi NVR thì bạn có thể lưu hình trên ổ cứng NVR luôn. Và chức năng cuối cùng không thể thiếu, dù bạn ở bất kỳ nơi nào cũng có thể xem hình ảnh camera từ xa qua điện thoại hoặc laptop, máy tính bảng, PC, khá tiện lợi đúng không nào? Bạn không cần phải ngồi tự túc ở màn hình camera như trước nữa. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ưu và nhược điểm của camera wifi không dây. Mình cũng muốn nói luôn cho các bạn biết về ưu nhược điểm của camera để các bạn có một cái nhìn rõ ràng và cân nhắc trước khi mua. Ưu điểm đầu tiên, ưu điểm không thể bỏ qua đó chính là giá thành cực rẻ. Chỉ với 500.000 thôi là bạn có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc camera wifi chính hãng. Và nếu bạn rủng rỉnh kinh phí hơn, có thể đầu tư cho mình một chiếc camera cao cấp với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng để tận hưởng nhiều tiện ích thông minh. Và ưu điểm tiếp theo đó chính là thiết kế khá là nhỏ gọn. Và những camera wifi thế hệ mới được nhiều thương hiệu châu chuốt về vẻ ngoài. Bên ngoài thì bạn sẽ thấy camera rất là thẩm mỹ, nhỏ gọn. Và những bộ phận như là khe cắm thẻ nhớ, khe nguồn và cổng LAN được tích hợp phía sau hoặc là tích ẩn bên trong, trông rất là nhỏ gọn. Và ưu điểm tiếp theo không thể bỏ qua đó chính là cài đặt và lắp đặt vô cùng đơn giản. Ai cũng có thể cài đặt và lắp đặt tại nhà. Và bạn chỉ cần khoan một lỗ trên tường, gắn camera lên là xong. Bạn không cần đi dây quá rườm rà hay là khoan lỗ quá nhiều. Vì vậy khi mà lắp đặt camera wifi, bạn sẽ mang được tính thẩm mỹ cho khu vực của bạn. Tuy nhiên bất kỳ linh kiện điện tử nào sẽ cũng gặp một số vấn đề và camera wifi cũng vậy. Để người dùng có thể xem hình ảnh trên điện thoại liên tục thì camera phải được kết nối wifi liên tục. Nếu bị mất mạng wifi thì chúng ta sẽ không thể xem được hình ảnh. Và nhược điểm lớn nhất của camera wifi đó là thích hợp với những không gian nhỏ như là hộ gia đình, cửa hàng, quán xá. Bạn cũng có thể lắp camera wifi ở những không gian rộng lớn nhưng hãy đảm bảo là internet thật sự mạnh mẽ. Bởi vì khi camera xa modem thì sẽ bị mất tín hiệu và không ổn định. Như vậy, dù camera wifi có tốt đến đâu thì cũng có những cái mặt hạn chế nhất định, chưa kể là những lỗi từ nhà sản xuất. Vì mua thiết bị điện tử cũng khá là hên xui nên khi lựa chọn mua, bạn nên lựa chọn từ nhà phân phối uy tín để được hỗ trợ lâu dài, xử lý sự cố nhanh chóng. Hy vọng là qua chia sẻ vừa rồi của Hải Nam thì các bạn có thể hiểu thêm về vấn đề cơ bản của camera wifi không dây. Và nếu các bạn muốn mua camera ngày hôm nay thì có thể liên hệ với số hotline trên màn hình hoặc để lại bình luận phía dưới video để được tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất. Nếu thấy video này hay, đừng quên nhấn like và subscribe kênh đăng ký của Hải Nam để đón chờ thêm nhiều video nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.